Dạ, tiếp theo chúng con xin mời máy của bác Quảng Thiện và xin máy của thầy Thích Hạnh Phú chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cùng kính bạch chư tôn đức tăng ni chúng minh, con kính chào thầy Dâm Tình Hải cùng các quý cụ, quý ông, quý bà, quý đồng tu. Con kính xưa xin thầy Thiệu Âm Tịnh Hải cho con hỏi một câu. Chúng con đi hộ niệm lâm chung, khi người bệnh vừa tắt hơi thì đột nhiên mất điện, phòng hộ niệm tối thui. Vậy trong tình huống này chúng con nên xử lý như thế nào ạ? Con xin thành tâm tri ân và cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Đây cũng là cái điều bình thường. Về Tây Phương Cực Lạc không cần điện. Cái màn trên Tây Phương Cực Lạc cũng chiếu ánh sáng, thì hoa cũng chiếu ánh sáng, tất cả cũng chiếu ánh sáng, cho nên về Tây Phương Cực Lạc cũng khỏi cần hộ niệm luôn. Tại đến cái hoa người ta cũng hộ niệm cho mình, không cần chứ mình hộ niệm. Cho nên bạch với bác Quảng Thiện là khi mà mình hộ niệm mà lỡ lúc lâm chung điện tắt thì điện cứ tắt, còn ta khuyên người thân, khuyên người ra đi, chúng ta vẫn khuyên, vẫn làm đầy đủ, có sao đâu. Nếu thí dụ như ban đêm mà nó tắt điện thì nói với người nhà kiếm một cái đèn bên lạp á, mình thắp lên tạm thời thay cho ánh sáng. Nếu mà cái iPhone chúng ta có cái iPhone, những bây giờ ai cũng có iPhone mà, trong cái iPhone nó có cái đèn pin, mình mở iPhone 2 hay 3 cái iPhone mới đèn pin lên để dưới đất, nó chiếu lên trời, nó vẫn có đủ ánh sáng để chúng ta làm việc. Cho nên cái điều này nó cũng không có phải là quan trọng mấy. Chúng ta cứ tiếp tục khai thị hướng dẫn cho người bệnh, cho cái người mà ra đi đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì vấn đề tắt điện nó không có phải là quan trọng gì mấy đâu nhé. Chứ vậy đừng nên ồn ào, đừng nên lo lắng, mà nhất là chúng ta mỗi người có một cái iPhone, cái gì đó, cái máy điện thoại thông minh đó, thông minh đó, phải không? Mở ra 2-3 cái điện thoại không được, không nên mở cái điện thoại chiếu vào người ra đi nha. Mà chúng ta mở điện thoại có đèn pin ở trong, phải không này, mình mở đèn pin mình để dưới đất này, chiếu lên trên mạng vẫn có thể tạm dùng cái ánh sáng, rồi chúng ta tìm cái ánh sáng khác để chúng ta thay thế vào cũng được vậy nha. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của thầy Thích Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn chúng con. Thực sự là rất là trắc trở cõi ta bà này, làm cái gì cũng trắc trở, nhất là đối với hàng phàm phu như chúng con. Xin thưa với các cha các mẹ là chúng con có nhiều sơ suất lắm, khi làm MC cũng sơ suất nhiều, khi mà hướng dẫn chương trình cũng có nhiều đầy sơ suất, thì cũng kính mong là quý thầy cùng các cha các mẹ lượng tình tha thứ cho chúng con, có gì thì cũng hướng dẫn chúng con, và xin quý thầy từ bi thương xót để hướng dẫn chúng con, hộ niệm cho chúng con để chúng con ngày càng tiến bộ.